Xin chào mọi người. Chân mệt, đế tiên, Diệp Đá Hào, 1075. Xếp hạng thứ ba trong giới võ lâm, không chỉ riêng là rất giỏi chịu ăn đòn mà còn rất biết đánh. Không phải là kẻ để đùa giỡn, nếu như hắn nổi điên thì đám người ở đây tối thiểu phải chết một nửa. Diệp Đá Hào không nói gì, không thừa nhận và cũng không cự tuyệt. Để bọn hắn như lọt vào trong sương mù mới làm cho người nhìn không thấu nhất. Bọn hắn đã là nhận định anh là Dương Huyền, vậy thì lại làm Dương Huyền thôi, cũng không có gì là không thể. Nhìn thân sắc những người này tôi như rất sợ Dương Huyền, không cần phải nghĩ tới thì Dương Huyền kia cũng rất trâu bò. Thiên địa yên tĩnh đến đáng sợ, còn có thể nghe được âm thanh tiếng tim đập. Lại dẫn lưng còng ba người sắc mặt trắng bệch, chân để đang run rẩy. Nếu không phải nhìn thấy thiên cương hộ thể, lại cũng không biết người mà lúc trước bọn hắn muốn giết đúng là cao thủ đỉnh phong giới võ lâm. Ngay tại một cái chớp mắt này, bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể mình đã ở bên trong quỷ môn quan, băng lãnh không còn một chút nhiệt độ nào. Ba người bọn hắn đang run rẩy thì quỷ vô thường cũng không tốt hơn gì. Một cái là thứ 10, một người là xếp thứ ba, xếp hạng kém 6 bậc. Thực lực chính là như trời với đất, nếu như Dương Huyền muốn diệt thắng chỉ ba chiêu là đủ. Lại nhìn tới những cung thủ kia mang tay nắm cung tiễn để đang run rẩy. Bắn cho dù có nhiều người nhưng Dương Huyền rất giỏi ăn đòn ra, không chỉ có giỏi ăn đòn mà còn rất biết đánh. Ngay cả bọn hắn những mũi tên này còn đâu mới phá được phần ngực của đối phương, người ta chỉ một bàn tay vỗ tới có thể đánh khóc một mảng lớn. Đến lúc này kẻ còn hơi bình tĩnh một chút vẫn là Âm Sơn lão đạo. Lão đầu này biết âm dương, hiểu bát quái, hoàng lăng để có thể phá, là kẻ đã từng thấy qua việc đời, càng là thượng khách của Yến Vương nên gặp nguy không hề loạn. Cho nên nhất chính là hắn cùng Dương Huyền không cừu không oán, đồng thời còn là nhân vật nổi tiếng trong giới võ lâm, cũng không thể một chút mặt mũi mà không cho hắn đúng không? Còn có thể đem ta diệt đi được sao? Nghĩ đến điều này, Âm Sơn lão đạo cười ha hả, chắp tay nói: "Thật đúng là Dương Huyền huynh thất kính rồi. Dễ nói thôi." Diệp Đào mỉm cười, từng bước một đi về phía Âm Sơn lão đạo. Vừa thấy thế, Âm Sơn lão đạo vừa mới tiến lên một bước lại vội lui trở về. Không chỉ là hắn lui lại mà Quỷ Vô Thường ở bên cạnh cùng mấy trăm cung thủ cũng đang lùi lại. Chỉ trách nụ cười của Diệp Đại Hậu quá không bình thường, tuy là đang cười nhưng rơi vào trong mắt bọn hắn là như tử thần đang vẫy gọi, toàn thân đều lạnh lẽo. "Lui làm cái rắm gì, ta sẽ không giết ngươi." Diệp Đại Hậu vỗ nhẹ tro bụi trên vai. Âm Sơn lão đạo không thốt lên câu nào, vẫn còn đang lui lại nhưng trong lòng lại thầm mắng: "Người đó nha, thấy cười vui vẻ như vậy nhưng ai biết ngươi đang suy nghĩ cái gì? Người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám, ta thích cái nhẫn của ngươi." Diệp Đào lại cười nhìn Âm Sơn lão đạo: "Dương huynh là đang bắt chẹt ta sao?" Âm Sơn lão đạo âm trầm nói: "Ngươi không cho cũng không liên quan gì, ta có thể tự mình tới lấy, tiện thể đem cái mạng già của ngươi cùng nhau mang đi luôn." Lời nói của Diệp Đào trở nên phiêu miểu, chỉ 3 đến 5 bước đã lấn người đến gần. "Ngươi..." Âm Sơn lão đạo tức giận còn muốn bỏ chạy. Đáng tiếc tốc độ của hắn thua kém không chỉ là một đẳng cấp. Luận về trộm mộ thì hắn là người trong nghề, nhưng luận về đấu chiến hắn liền kém rất xa, càng không nói đến là Diệp Hào cao thủ cái thế bực này. Vẹn vẹn chỉ một cái chớp mắt, cái nhẫn của hắn liền rời khỏi tay, bị Diệp Hào đoạt lấy. "Dương Huyền!" Âm Sơn lão đạo hét to: "Ngươi là đang đối địch cùng Yến Vương, lấy hắn ra hù dọa ta không xài được." Diệp Hào thân pháp huyền não đã biến mất tại trong đêm tối, chỉ có lời nói phiêu miểu truyền về. Nói đùa cái gì chứ, một cái chư hầu phàm giới có thể đem anh hù dọa được sao? Thiên quân vạn mã đối với anh mà nói chỉ là vật bài trí, cho dù kéo tới 10 vạn hay hàng trăm vạn đều không có gì khác nhau. Không biết được nó như Dương Huyền chân chính biết được hành động hôm nay của anh có thể sẽ nhảy dựng lên chửi mẹ hay không.
Ngươi cái thằng tiện nhân, chuyện tốt mà ngươi làm, lão tử lại phải thay ngươi cõng nồi. Ngươi đó nha, không sợ, nhưng lão tử sợ a. Đã đặt bảo bối của ngươi, ngược lại là phải diệt khẩu đi chứ, muốn thành tâm cho lão tử ngạt thở hay sao? Nhắc tới cũng là liền nên diệt khẩu, Diễm Hào chuyện này làm có chút tì vết. Tên khốn kiếp! Ở sau lưng, âm sơn lão đạo hét to, vang vọng khắp sơn lâm, sát cơ đối với Diên Huyền đã không cách nào ngăn chặn. Trở về, bẩm báo với Yến Vương, diệt cửu tộc của hắn. Quý vô thường gào to, phế vật, một đám phế vật. Âm sơn lão đạo nhìn mục dữ tợn như một con chó điên, kể cả là quý vô thường cùng nhau bị chửi. Hắn đã gần 100 tuổi, cũng chưa từng mất qua mặt mũi như thế. Cũng như đám người này cùng gánh chịu sỉ nhục cực lớn, đội hình mấy trăm người mà ngay cả đánh cũng không dám đánh. Bị hắn chửi cho một trận, quý vô thường đám người giận mà không dám nói gì. Không phải tất cả mọi người đều như Dương Huyền. Dương Huyền không sợ âm sơn lão đạo, nhưng bọn hắn sợ không nói đến lực hiệu triệu của âm sơn lão đạo, mà chỉ vén vẹn Yến Vương sau lưng lão liền đủ đến người phải sợ hãi. Gây với lão đạo sĩ này không chỉ sẽ bị võ lâm nhân sĩ truy sát, mà sẽ còn rước lấy truy nã, hậu quả sẽ rất thê thảm. Bây giờ tòa cổ mộ này chúng ta có còn đi nữa hay không? Muốn nói không có nhãn lực độc đáo nhất vẫn là thanh niên mặc áo đen kia. Hắn đưa mắt thăm dò nhìn xem âm sơn lão đạo, ngốc hết chỗ chê. Cút! Âm sơn lão đạo một chưởng vỗ tới, lần này bị ăn quả nhục lớn như vậy đều bởi vì ba người này. Nếu không phải vì ba bọn hắn thì hắn cũng sẽ không chập tới Dương Huyền, càng sẽ không bị cướp bảo vật gia truyền. Bảo bối để không còn, còn dò xét mộ cái rắm gì. So với dò xét mộ, hắn càng muốn diệt Dương Huyền hơn. Thầy lão phù truyền lời tới Yến Vương, muốn để ta dò xét mộ, cầm đầu Dương Huyền tới gặp ta. Âm sư lão đạo hừ lạnh, phát lên ống tay áo, đột nhiên bỏ đi. Ngay cả gậy chống để không cần đi, phải gọi là một cái bá khí ầm ầm. Ở đằng sau, cả đám rất thích đuổi theo. Chuyện này là sao chứ? Tràn đầy phấn khởi đến dò xét cổ mộ, vừa tới chỗ chưa kịp ngồi liền bị cướp, thật uất ức a. Có điều bọn hắn nên cảm thấy may mắn. May mắn là Dương Huyền chỉ đoạt bảo bối, nếu như thực sự đại khai sát giới thì chưa chắc có người nào có thể sống sót. Ở bên này, Diễm Đào một đường há miệng nghêu ngao hát, thoải mái mà nhàn nhã, tay cầm nhẫn nguyên tinh ném qua ném lại tại giữa hai tay. Âm sơn lão đạo coi là bảo vật mà anh lại xem như đồ chơi, so với kẻ từng thấy qua việc đời như anh chính là không giống. Một viên cổ tinh phàm nhân lấy ở đâu ra nhiều nguyên tinh như vậy, thực sự là kỳ quái. Trên đường trở về, Diệp Đào một đường thì thầm, anh đã từng thử hấp thu nguyên tinh muốn tại trạng thái bị phong ấn tu ra chân khí, nhưng cũng không có cách nào. Phong ấn của tà ma rất bá đạo, phàm là những gì có liên quan cùng tu sĩ đều nằm trong phạm vi bị phong cấm. Đan Hải cũng phải là ngoại lệ, tu ra chân khí để không có chỗ để lưu giữ. Được, ta phục ngươi rồi đó. Diễm Đào cất đi cái nhẫn, yếu xìu héo queo, từ bỏ việc hấp thu nguyên tinh. Đêm khuya, anh trở lại tiểu viên. Mới vừa bước vào cửa, nhìn thấy một bóng người, có lẽ là rất lo lắng, ở trong vườn dạo bước, cẩn thận nhìn một chút, chính là Dương Khắc Lão. Hơn nửa đêm không ngủ, tìm ta làm cái rắm gì? Diễm Đào nhạt nhạt nói, ngươi về rồi sao? Nhanh, cùng lão hữu đi cứu người. Diệp Đào vừa đứng vững liền bị Dương Khắc Lão lôi ra khỏi tiểu viên. Lão đầu kia không phải là gấp một cách bình thường, mà lại mặt mũi tràn đầy lo lắng. Diệp Đào nhìn nhưng tuyệt đối không hỏi nhiều. Không bao lâu sau, hai người đến hậu viện tủ lâu, rồi lao thẳng đến một gian phòng. Mùi máu tanh. Vừa vào phòng, Diệp Đào không khỏi nhíu lông mày. Tiểu hữu, nàng sắp chết rồi, mau cứu nàng đi. Dương Khắc Lão đứng đờ trước giường, đầy mắt chờ mong. Diệp Đào đi lên phía trước, lúc này mới thấy trên giường có một nữ tử đang nằm, chính là một mỹ phụ trung niên, trời sinh có khí chất ưu nhã, nhưng dung nhan lại trắng bệch không còn chút huyết sắc, khí tức rất yếu ớt. Trên mặt của nàng còn có thể thấy được vẻ đau đớn,
khóe miệng của nàng khi thì còn có máu tươi tràn ra, máu biến thành màu đen. Nhìn tới liền biết đã trúng kịch độc. Nếu không phải có nội lực hộ thể thì nàng sớm đã khí tuyệt bỏ mình. Người này là ai thế? Diệp Hào nói, khẽ vén chăn lên tại vai phải của nữ tử, nhìn thấy một vết thương, chính là dấu vết của sát kiếm, mà lại là sát kiếm có bôi kịch độc, độc tố đang lan tràn ra toàn thân nữ tử. Cho dù nữ tử có nội lực hộ thể cũng tuyệt đối khó sống qua tối hôm nay. Ta không biết là ai. Dương Cát Lão trả lời, đêm hôm qua nàng bị đuổi giết, bị trọng thương, đúng lúc ngã vào hậu viện của lão phu, ta mới xuất thủ cứu nàng. Kẻ truy sát nàng có lẽ là cao thủ của phái Huyền Minh, đã bị lão phu diệt khẩu. Về phần thân phận của nàng, tạm thời chưa biết được. Lão phu bấm ngón tay tính toán, đây là trích đoạn anh hùng cứu mỹ nhân, đúng không? Diệp Đào ý tứ sâu xa nói, chớ có nhây nữa, nàng còn có thể cứu được hay không? Ta không phải là Lan Y, thêm nào mà chuyện gì cũng đều đến tìm ta thế. Ngươi chính là một cao nhân ẩn thế, không gì làm không được. Lời nói của Dương Khắc Lão thật sự xuất phát từ đáy lòng, mọi bế mạch lo lắng cũng đầy chờ mong. Bộ thần thái này được Diệp Đào thu hết vào trong mắt, không cần nghĩ cũng biết lá đầu kia đã có trọng nữ tử này, nếu không cũng sẽ không vì nàng mà ngông cuồng trêu chọc đến Huyền Minh phái. Cái này có lẽ chính là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết. Đến là lại kết thêm một thiện duyên. Diệp Đào xách ra cái nhẫn của Âm Sơn Lão Đạo. Cái nhẫn này, như các lão thấy vậy không khỏi sững sờ, dường như hắn nhận ra đó là vật của Âm Sơn Lão Đạo, được tôn xưng là báu vật gia truyền, xưa nay chưa hề rời khỏi người lão. Thế nào lại chạy vào trong tay Diệp Đào cái thằng này chứ? Từ 3 đến 5 giây sau, một loài suy đoán thành hình tại trong đồng Dương Khắc Lão. Anh là đồ nhi của Âm Sơn Lão Đạo, đúng không? Nếu không thì thế nào sẽ đem báu vật gia truyền giao cho Diệp Đào như vậy chứ? Chỉ có điều trí tưởng tượng của hắn còn chưa đủ phong phú. Nếu để hắn biết được chuyện phát sinh tối hôm nay, chắc chắn sẽ quát bồn mà kinh ngạc. Sớm sợ cái gì chứ? Đỡ nàng lên. Diệp Đào tức giận quát lớn. Lão Dương suy nghĩ bị cắt ngang, vội vàng vọt tới đem nữ tử nâng lên. Diệp Đào cầm lấy cái nhẫn đặt ở miệng vết thương của nữ tử, anh dùng nội lực thôi động để nhẫn hấp thu độc tố. Đây chính là nguyên tinh, đúng là dùng vô cùng tốt. Một tia độc tố lấy tốc độ mà mắt trần cũng có thể thấy được bị hấp dẫn lấy ra, cực kỳ đen, còn mang theo mùi hôi thối, đúng là chất kịch độc. Mà thấy độc tố dần dần bị hút ra thì khí tức của nữ tử cũng bình ổn không ít. Gương mặt đang trắng bệch còn có nhiều thêm một tia huyết sắc. Tiểu hữu, ngươi thật đúng là không gì làm không được. Như các lão kinh hỉ vạn phần, vừa nói bàn tay đã đặt ở trên vai ngọc của nữ tử, quán thâu nội lực giúp nàng khử độc, trong lòng còn đắc ý. Trận nhân duyên này có hài lòng hay không? Diệp Đào cười nói, tiểu hữu nói là duyên phận định mệnh, cản cũng không cản được. Ngay Diệp Đào nói ra lời này, Dương Cát Lão xoa xoa tay cười, cười với gọi là vô cùng vui vẻ. Tình yêu xét đánh, duyên phận định mệnh, hắn cái tình yêu mãnh liệt này cuối cùng cũng là đến. Diệp Đào lắc đầu cười một tiếng, tiếp tục làm việc hút độc. Lại qua một khắc đồng hồ, anh mới thu lại cái nhẫn. Nữ tử cho dù còn tại trong cơn hôn mê, nhưng kịch độc trong cơ thể đã bị hút ra. Lấy được lực hùng hậu của nàng phục hồi trở lại như cũ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bốc mấy vị thuốc bổ khi huyết, mỗi ngày cho nàng phục dụng 3 lần. Diệp Đào ngáp một cái, vặn eo bẻ cổ bỏ đi. Đợi cho đến khi ra tới cổng, vẫn không quên quay đầu nhìn sang Dương Khắc Lão. Lão Dương à, người liền không định đưa cho ta một chút gì đó sao? Chúng ta đều quen nhau lâu như vậy, còn được cái gì mà đưa? Dương Khắc Lão khoát tay, ngay cả đầu cũng không thèm quay lại. Hai con mắt cứ nhìn chằm chằm nữ tử, còn người sáng lên cười ha hả. Thực là càng nhìn càng thấy đẹp. Diệp Đào không nói nên lời, lại là một vẻ mặt ý tứ sâu xa. Anh nhìn ra được đây là một thằng trọng lỗ kinh lồi.
đối với ánh mắt của anh. Giật lão làm như bị mù không nhìn thấy, chỉ quan tâm tới nữ tử, ánh mắt đầy ôn nhu. Diệp Đào nhìn mà nổi hết da gà, khóe miệng co giật, quay người bỏ chạy. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt đã tới bình minh. Một ngày mới này tại Trụ Tinh Trấn so với ngày thường náo nhiệt hơn không ít. Sắc trời mới vừa hừng sáng, liền thấy phố lớn ngõ nhỏ đều dán đầy bố cáo. Cẩn thận nhìn một chút mới biết là lệnh truy nã. Như vậy, bị truy nã là ai chứ? Không cần phải nói, chính là Dương Huyền. Đêm hôm qua, chuyện của âm Sơn lão đạo tại Sơn Lâm đã bị truyền đến Yến Vương phủ. Yến Vương thốt nhiên tức giận, lúc này mới hạ lệnh truy nã. Vì thế, còn mời không ít cao thủ võ lâm hiệu lực truy sát Dương Huyền, mà tiền thưởng của lệnh truy nã còn không cao một cách bình thường. Dương Huyền này là cái lệnh địch gì chứ? Lại có một vạn lượng tiền thưởng sao? Trước bố cáo, người đi đường tụ lại, người luận ầm ĩ. Người cũng biết là Dương Huyền, hắn chính là cao thủ võ lâm xếp hạng thứ ba đó, là đại hiệp hàng thật giá thật đó, thiên cương hộ thể xuất sắc. Thế giới này có thể phá phòng ngự của hắn cũng chỉ có Độc Cô Kiếm Thánh. Dọa người như vậy sao? Lâu Vũ cảm thấy kỳ quái là Dương Huyền như thế nào lại gây đến Yến Vương chứ? 80% là Yến Vương muốn lôi kéo Dương Huyền lại bị Dương Huyền cự tuyệt. Lấy bản tính của Yến Vương, tuyệt đối khó nước trôi một hơi này, một lời không hợp cũng liền gây ra đại họa. Lần này hắn thề thảm rồi, lực lượng một người cho dù có mạnh hơn cũng không thể nào địch được thiên quân vạn mã. Phải biết cái tiền thưởng này còn có không ít cao thủ võ lâm tiếp nhận, một nhóm tiếp một nhóm, song quyền nan địch tứ thủ qua. Nếu ta là Dương Huyền, chắc chắn sẽ tìm nơi nương tựa ở một chư hầu khác. Thiên hạ này cũng phải chỉ có một Yến Vương. Nói nhỏ một chút đi, muốn chết phải không? Trụ Tinh Trấn chúng ta dù là chỗ xa xôi nhưng còn tại trong phạm vi thống trị của Yến Vương, lại nói nhiều sẽ đưa tới họa sát thân đó.